Lâm Đồng mới về tiếp một con xe hai cầu này. Xe mới đóng xong nhé. Con này là máy cũ, dàn cũ. Đầu khúc sau đây là mới nhá. Giá mùa Tết này cũng cực kỳ hợp lý luôn. Xe đóng mới này mà giá chỉ còn trăm mười mấy triệu. Máy 30 dân đông. Tời mới chưa vào cáp nữa. Anh nào lấy là em vào cho 50 mét cáp. Lăn này là làm bằng lát. Lốp trước lốp mới. Mâm dày. Quân nhông. Đây, cái này là bơm biết là mới hết cần số trước là nó không có tí rơi. Hộp là thôi. Bốt là bốt bãi, ông mới. Đèn này, nó để đủ hết bình GS 120 bình mới luôn. Số chiến thắng. Mình nghe đây. Che mấy đồ đầy đủ hết. Đèn đó là đầy đủ hết nhé. Đây là U12 nhé. Dưới là U10 em kẹp thêm tấm la ngoài nữa. Hai cây hết nhé. Bên 2 tí. Đây U10 ốc đôi hết. Đà đào có 8. Mâm này là mâm mới luôn. Lốp là lốp cũ, lốp xe tải vào đây. Cái này thùng dài 3m3, rộng 2m1. Tôn sàn đây là tôn 3 ly. Này hồi tính để lập ván nhá. Nhưng mà thôi, để lập tôn luôn. Đây lên cái bừng để hở lên. Cầu ván rưỡi nhíp 2 tầng. Có y rút gỗ rồi đầy đủ nhé. Hai cây. Như này làm mới hết. Mâm mới hết. Còn bãi. Để cái máy. Okay.